Nên thưa quý bà con, Minh Toàn đang đi trên cái đường Bình Hà thuộc phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Và đây là cái đường mà Minh Toàn xuống cái một cái nơi gọi là cái cửa hàng, hay là cửa hàng, để quay lại một số hình ảnh ở cửa hàng. Quên, lúc này là mình phải hỏi là làng chài Cửa Van. Chứ đây không phải là làng chài Cửa Van. Vì là cái gì? Hoa. Đây chắc đây mình nghe không phải lắm nhỉ. Ôi, cô cho cháu hỏi đường đến làng chài là đi hướng nào cơ nhỉ? Dạ. À vâng. Dạ. Cháu cảm ơn cô nhé. Ở đây về Hạ Long thì không phải là sầm uất như Hạ Long Bay hay là ấy, mà đây còn trồng rau, trồng đây là người ta trồng, người ta bán đất này, đất này đất màu này, đất này đất quá đẹp luôn. Hoa hồng, hoa châu, xe ô tô về đây mua hoa nhiều. Thank you.
có biển đâu mà gọi là làng chài. Mình tìm là tìm làng chài Cửa Ván. Nhưng mà làng chài Cửa Ván mà ở đây là làng chài này, người ta chỉ là làng chài này là không phải. Đến chân núi rồi gì chẳng hạn. Chú ơi, chú làm ơn cho cháu hỏi đường xuống làng chài đi đường nào chứ? Hả? Đường qua đây. Còn xa không chú? Cháu không? Chú đến làm gì à? Cháu xuống cháu xem. Nghe nói làng chài có nhiều thuyền bè, cháu xuống cháu xem cháu chơi. Xuống nhà ai? Xuống thuyền. Xuống thuyền. Thuyền thì nó ra đầu cảng đấy không? À dạ vâng. Ra đầu cảng đấy là đến nơi luôn. Dạ vâng ạ. Còn nhà thì lại qua đầu cảng này bắt đầu vòng lại đưa đến nhà người ta. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Dạ. Đi ra đầu cảng đấy là đến thuyền luôn. Dạ vâng ạ. Ơi, tìm được làng chài bên này vất vả lắm cưa con. Rồi, nhà cửa ở bên này, đây cũng là thành phố Hạ Long, nhưng mà nhà cửa cũng đang bình dị và gần gũi lắm. Diều hấu bay cứ tưởng là máy bay. Là ngỡ ngàng. Đây là đóng thuyền. Đây là đóng thuyền rồi. Khu này rất là lạ luôn. Đây gọi là làng chài chăng? Bất ngờ quá. Làng chài này không phải là làng chài mà mình muốn đến. Đi ra phía đầu này xem nào. Wow.
Làng chài đấy ư? Đây là gì đây? Ủy ban nhân dân phường Hà Phong, nội quy hoạch đông của bến Cái Xà Công. Bến phà hay bến nước Cái Xà Công? Đây không phải là cái làng chài mình muốn đến rồi. Làng chài này không phải là làng chài mình muốn đến. Nhưng mà anh đến làng chài Cửa Van cơ. Không phải làng chài này. Quá bất ngờ luôn. Thôi tốt nhất là bây giờ phải quay trở lại làng chài Cửa Vạn. Wow. Làng chài Cửa Van đâu rồi? Nằm khu vực nào? Thôi chắc là dừng ở đây để mà check cái làng chài Cửa Van ạ.